Chào các bạn, hôm nay channel sẽ dẫn các bạn cách sử dụng ứng dụng Mocha của Viettel. Đầu tiên là về cách tải thì ứng dụng Mocha có thể sử dụng trên cả ba hệ điều hành là Android, iOS và Windows Phone. Và trên tay mình hiện tại đang có một chiếc máy sử dụng hệ điều hành Android 4.2 và máy là V8602 của Viettel ạ. Cách tải thứ nhất là các bạn vào mục CH Play, sau đó gõ tìm kiếm là Mocha hoặc là Mocha Messenger. Ở đây mình đã tìm kiếm sẵn thì có mục lịch sử rồi. Các bạn thấy cái mục Mocha ngay đầu tiên do Viettel Media. Đây chính là ứng dụng của Viettel đấy ạ. Bạn kích vào để tải về thì ở đây do mình tải từ trước nó không mục cài đặt. Bình thường các bạn kích vào đây sẽ có mục cài đặt, ở đây các bạn kích vào. Sau đó thì tải về thành công. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các bạn truy cập trực tiếp vào trang chủ của ứng dụng. Đó là mocha.com.vn. Ở đây là mình vào loát lại trang chủ ạ. Đây các bạn thấy ạ. Có mục tải ngay ngay dưới này. Kích vào đây. Mục tải ngay thực chất cũng sẽ link sang một cửa hàng để các bạn tải về thôi ạ. Và cách thứ ba là các bạn soạn tin tải gửi 500, tin nhắn miễn phí. Thì hệ thống sẽ gửi về một tin nhắn chứa đường link vào trang web. Thì cách này cũng không khác gì cách hai cả, nhưng có điều là các bạn sẽ nhớ bằng cách là soạn tin nhắn, không phải nhớ trong web dài nữa. Đây các bạn thấy ạ. Truy cập vào mocha.com.vn, các bạn kích vào đường link đây. Truy cập vào trong web rồi tải ứng dụng về là thành công ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ và tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Xin chào các bạn.